vị và các bạn, là tuyến đường trọng yếu có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá cao. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỉnh lộ 725 đoạn từ trung tâm thị trấn Đinh Văn đi các xã Tân Văn, Tân Hà, Hoài Đức, Liên Hà, Đan Phượng và Phúc Thọ của huyện Lâm Hà có chiều dài gần 20 km bị xuống cấp trầm trọng. Có những điểm bị sụt lún tạo thành hố sâu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Ổ gà, ổ voi, thậm chí có điểm tạo thành những hố sâu. Đó là thực trạng chung tại nhiều điểm của tuyến tỉnh lộ 725, đoạn từ trung tâm thị trấn Đinh Văn đi các xã Tân Văn, Tân Hà, Liên Hà, Phú Thọ, Đan Phượng và Hoài Đức. Đã kéo dài hơn một năm nay, khiến người dân hết sức bức xúc. Ở thôn Tân Lập, cái con đường này thì nó sụt lún là cách đây là 3-4 năm rồi, cho đến bây giờ. Mà cái tình trạng mà sửa chữa ở đây thì nó lại rất là yếu kém. Là vì khi nào mà nó thùng vũng nhiều quá thì người ta sửa là người ta chỉ có chở một hai cái xe gọi là xe đá lẫn đất. Thế người ta đổ vào để cho nó gọi là chữa cháy thôi. Cho nên từ cái chỗ đó thì nó một hai cơn mưa cái là đâu nó lại vào đó. Cũng theo người dân thì nguyên nhân chính là do trước đây trong quá trình xây dựng tuyến đường này không thi công hệ thống cống rãnh thoát nước nên mỗi khi mùa mưa đến, nước bị ứ đọng tạo thành những hố sâu. Bên cạnh đó, tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt là phương tiện quá khổ quá tải, chuyên chở vật liệu xây dựng nên dẫn đến tình trạng xuống cấp. Cái lượng xe, lượng người lưu thông ở con đường này rất lớn, nhất là các cháu trong cái mùa mưa gió này. Các cháu đi học là cực kỳ khổ, ướt át bẩn thỉu. Thế còn tai nạn ở đây thì thường xuyên. Được biết, địa phương nhiều lần có văn bản gửi đến các ngành chức năng đề nghị tu sửa, nâng cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Để giải quyết tạm thời, nhiều đoạn không thể lưu thông. Chính quyền địa phương và người dân đành phải từ bỏ kinh phí để khắc phục tạm thời. Cái nguyên nhân thì nó rất là nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là cái nguyên nhân là khi xây dựng tuyến đường 725 thì cái hệ thống thoát nước để bảo vệ cho tuyến đường là không có. Cái thứ hai nữa là về cái phương tiện giao thông, lưu lượng giao thông ở trên đường rất là nhiều, phục vụ cho 6 xã cụm Tân Hà. Do đó cho nên là các cái xe tải trọng lớn là lưu thông trên đường rất nhiều. Cho nên chính vì cái nguyên nhân là tải trọng của xe quá lớn và lưu lượng xe lưu thông quá nhiều, do đó cho nên là đường xuống cấp trầm trọng hơn. Đối với vai trò trách nhiệm của địa phương thì cũng đã nhiều lần xã kiến nghị với huyện, thậm chí là kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh để được đầu tư nâng cấp sửa chữa, nhưng mà tuy nhiên thì đến nay thì vẫn chưa thực hiện được. Hiện nay, mong mỏi lớn nhất của huyện Lâm Hà đó là tình trạng xuống cấp tại tỉnh lộ 725 sớm được khắc phục. Điều này không chỉ giúp bà con ổn định đời sống, mà còn tạo điều kiện để đi lại, thông thương hàng hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Nhưng thời tiết năm nay có vẻ như không chiều lòng trẻ thơ. Về chiều, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Nhưng thay vào đó, tại nhà thiếu nhi, ngôi nhà của tuổi thơ đã mang đến một đêm trung thu sinh động, phong phú, nhiều màu sắc.